Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là kênh khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cuộc chiến tranh ít được biết đến nhưng lại vô cùng thú vị, đó là chiến tranh cát giữa Morocco và Algeria. Tôi thực sự tò mò về cái tên này, nó nghe có vẻ kỳ lạ. Và thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử quân sự, ông Hoàng Minh, để giải đáp những thắc mắc này. Thưa ông Minh, chiến tranh cát, nó nghe có vẻ như một cuộc chiến bằng cát bậy. Chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Ngọc Mai nói đúng, cái tên nghe có vẻ lạ, nhưng nó hoàn toàn chính xác. Đây là cuộc chiến hiếm hoi trong lịch sử hiện đại mà giao tranh diễn ra hoàn toàn trên sa mạc Sahara, một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới. Hãy tưởng tượng, cát ở khắp mọi nơi, nóng như thiêu đốt và hai bên đánh nhau giữa biển cát mênh mông. Ngọc Mai có nghĩ ra được cảnh tượng nào? Kịch tính hơn không? Oa, wow, thú vị thật. Tôi cứ nghĩ chiến tranh sa mạc chỉ có trong phim ảnh thôi chứ nhưng tại sao hai nước láng giềng lại đánh nhau giữa sa mạc như vậy phải chăng họ tranh giành cắt câu hỏi hay đấy ngọc mai nghe có vẻ vô lý nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều nó không chỉ đơn thuần là tranh giành lãnh thổ mà còn là mâu thuẫn chính trị thể chế và cả sự can thiệp của các thế lực bên ngoài nói đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện khá thú vị câu chuyện gì vậy ạ à? tôi rất thích nghe những câu chuyện lịch sử chuyện về cựu tổng thống ai cập hosni mubarak Ông này từng là tù binh chiến tranh trong cuộc chiến này, bạn có tin không? Thật sao? Điều này thật bất ngờ. Tôi chưa từng nghe đến chuyện này. Ông có thể kể rõ hơn được không? Vào năm 1963, Morocco công bố một đoạn video thẩm vấn bốn sĩ quan Ai Cập bị bắt. Một trong số họ được cho là Hosni Mubarak. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là khi nó được công bố đúng vào ngày quốc tang của Mubarak. Nó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy éo le của lịch sử. Điều này thú vị quá. Vậy nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này là gì, thưa ông Minh? Nói một cách ngắn gọn, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Algeria vừa giành độc lập, theo đường lối cộng hòa thân Liên Xô. Morocco thì lại là một quốc gia quân chủ, có mối quan hệ gần gũi với khối Ả Rập. Hai nước vốn đã có tranh chấp lãnh thổ từ lâu, nay lại thêm mâu thuẫn về thể chế, khiến tình hình càng căng thẳng. Thêm vào đó, còn có sự can thiệp của Cuba và Ai Cập, khiến cuộc chiến trở thành một cuộc đối đầu phức tạp giữa nhiều phe phái. Vậy ra là một cuộc chiến ba đánh một à? Nghe có vẻ không công bằng lắm. Vậy diễn biến cuộc chiến như thế nào, thưa ông? Cuộc chiến diễn ra khá chóng vánh, từ tháng 10 năm 1963 đến tháng 2 năm 1964. Morocco có lợi thế về vũ khí và trang bị, nên đã giành được một số thắng lợi ban đầu. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của Wow, Hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Kết quả là Morocco từ bỏ yêu cầu chủ quyền với các vùng lãnh thổ tranh chấp, đổi lại Algeria trục xuất các cố vấn nước ngoài. Vậy là cuối cùng, không ai thực sự chiến thắng trong cuộc chiến này, nghe có vẻ hơi buồn. Đúng vậy, Ngọc Mai. Chiến tranh luôn là một bi kịch, dù kết quả thế nào. Nhưng điều thú vị là, cuộc chiến này đã để lại những hậu quả bất ngờ, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực trong nhiều năm sau đó. Ví dụ như Morocco đã tự tách mình khỏi châu Phi và chỉ đến năm 2017 mới gia nhập liên minh châu Phi. Hay việc Morocco cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba cũng là một hệ quả của cuộc chiến này. Ồ, oh, những thông tin này thật sự rất mới mẻ đối với tôi. Cảm ơn ông Minh đã chia sẻ những kiến thức bổ ích và thú vị này. Qua câu chuyện hôm nay, tôi mới thấy lịch sử không hề khô khan như mình tưởng. Nó chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện bất ngờ và thú vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của khám phá lịch sử cảm ơn ngọc mai và quý vị khán giả hẹn gặp lại